chào mọi người. Tôi tên Phạm Hoàng Huy, đến từ lớp B2 quản lý hành chính liên thông 26, trường Đại học Cảnh sát Nhân dân. Tôi xin giới thiệu bài dự thi của mình. Trong những ngày này, tuổi trẻ công an cả nước nói chung và tuổi trẻ trường Đại học Cảnh sát Nhân dân nói riêng thật vinh dự và tự hào khi đang sống lại khí thế hào hùng của ngày 30 tháng 4 lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Điều đó càng thôi thúc chúng tôi tìm về cội nguồn, truyền thống anh hùng, dễ dàng của lực lượng công an nhân dân. Tuy nhiên, do điều kiện về thời gian và địa lý mà chúng tôi khó có thể đến học tập, nghiên cứu và trải nghiệm hết tại những địa chỉ đó, nơi lưu giữ các chiến tích hào hùng ấy. Còn gì may mắn hơn khi cuốn sách Di tích lịch sử văn hóa công an nhân dân do Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị Bộ Công an tổ chức xuất bản được tôi tìm thấy tại thư viện trường Đại học Cảnh sát Nhân dân. Cuốn sách đã tập hợp, giới thiệu các tư liệu, hình ảnh tiêu biểu phản ánh lịch sử hình thành, quá trình khôi phục, tôn tạo 6 khu di tích, khu lưu niệm công an nhân dân. Đó là mở trang 5 để đến với khu di tích lịch sử công an nhân dân với tên gọi khác khu di tích nhà công an trung ương. Bắt đầu trang 46 là khu di tích lịch sử căn cứ Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam. Tìm đến trang 84 là tìm đến khu di tích lịch sử An ninh khu 5. Chúng ta sẽ hiểu về khu di tích lịch sử An ninh khu 9 từ trang 108. Trang 128 là bắt đầu viết về khu di tích Hòn Đá Bạc, trung tâm chỉ huy kế hoạch phản gián CM12. Khu di tích thứ 6 là khu lưu niệm 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân từ trang 150. Lật từng trang sách di tích lịch sử văn hóa công an nhân dân, tôi có thể cảm nhận một cách chân thật hơn về nội dung mà cuốn sách thể hiện. Đó là tình cảm biết ơn đối với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Điều đặc biệt, hành trình đến với cuốn sách Di tích lịch sử văn hóa công an nhân dân là cơ hội để tôi có dịp giới thiệu đến quý độc giả về khu di tích Hòn Đá Bạc, trung tâm chỉ huy kế hoạch phản gián CM12, nơi mà tôi được sinh ra và lớn lên. Cà Mau là tỉnh cực Nam Tổ quốc, dùng căn cứ địa của cách mạng trong suốt hai thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Với 254 km đường biển, vùng biển và thềm lục địa thuộc chủ quyền rộng lớn hơn 71.000 km2. Biển Cà Mau còn nổi tiếng bởi nhiều cụm đảo như Hòn Khoai, Hòn Chuối, vân vân. Trong đó, cụm đảo Hòn Đá Bạc, một thắng cảnh hấp dẫn và là nơi ghi dấu những chiến công oanh liệt của quân và dân ta trong sự nghiệp cách mạng, đặc biệt là chiến thắng vang dội của lực lượng công an nhân dân trong cuộc đấu mưu đọ trí với các thế lực phản cách mạng. Các trận đón bắt gián điệp biệt kích diễn ra tại Hòn Đá Bạc vào đêm 9 tháng 9 năm 1984 đã kết thúc thắng lợi kế hoạch phản gián CM12. Ngày 9 tháng 9 năm 2002, tượng đài chiến thắng CM12 được khánh thành. Đây là công trình đầu tiên do Bộ Công an quyết định đầu tư xây dựng, tôn tạo Hòn Đá Bạc. Ngày 9 tháng 9 năm 2008, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia về kế hoạch CM12 tại Hòn Đá Bạc. Hội thảo khẳng định ý nghĩa, giá trị và tầm quan trọng của chiến thắng CM12 và hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận xếp hạng Hòn Đá Bạc là di tích lịch sử quốc gia. Cũng vào ngày này, năm 2009, Bộ Công an tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia Hòn Đá Bạc, trung tâm chỉ huy kế hoạch phản gián CM12 và khởi công xây dựng các công trình tượng đài bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhà trưng bày chiến thắng kế hoạch CM12. Ngày 5 tháng 9 năm 2010, nhân dịp lễ kỷ niệm 26 năm kết thúc thắng lợi kế hoạch phản gián CM12, tượng đài bảo vệ an ninh Tổ quốc và nhà trưng bày chiến thắng CM12 được khánh thành. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và các ban khánh thành hai công trình. Mời quý vị mở trang 142 để tìm hiểu rõ hơn về tượng đài bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đến trang 143 là nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp theo là nhà trưng bày chiến thắng CM12 và bảo tàng công an nhân dân tại khu di tích từ trang 147. Dưới 22 trang đã mang đến cho người đọc nhiều cung bậc cảm xúc, từ sự phấn khởi hào hùng đến xen lẫn phần lôi cuốn hấp dẫn. Khu di tích lịch sử Hòn Đá Bạc, trung tâm chỉ huy kế hoạch phản gián CM12, giá trị lịch sử, văn hóa và tâm linh,
đã và đang được Bộ Công an quan tâm tu bổ, tôn tạo nhằm bảo tồn, tôn vinh nơi đây, mãi mãi là niềm tự hào của lực lượng Công an Nhân dân và của tỉnh Cà Mau. Thật ý nghĩa và mong đợi rằng, tuy chúng tôi đóng lại cuốn sách di tích lịch sử văn hóa Công an Nhân dân, nhưng các bạn, sinh viên trường Đại học Cảnh sát và toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an Nhân dân, hãy yêu cuốn sách này, đến thư viện hoặc tủ sách của đơn vị để đọc, ngắm và tận hưởng một ấn phẩm tuyên truyền đầy tuyệt vời này. Nếu trở thành đại sứ văn hóa đọc, tôi xin đóng góp một kế hoạch để khuyến khích mọi người cùng tham gia đọc sách như sau. Trong thời đại công nghiệp 4.0, với những tiện ích mà nó mang lại, đã trở thành xu hướng chủ đạo, chiếm lĩnh trên hầu hết các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Rất dễ nhận thấy về tính ưu việt của công nghệ trong việc giúp con người tìm kiếm thông tin, chỉ cần thông qua một vài cú pháp trên điện thoại thông minh hay máy tính có kết nối mạng. Và trong xu thế này, cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân cũng đang mắc phải căn bệnh, đó là lười đọc. Mặc dù đã có nhiều cuộc phát động, nhiều cách làm đã được triển khai ở các quy mô khác nhau nhằm thu hút cán bộ, chiến sĩ đầu tư thời gian cho việc nghiên cứu các văn bản pháp luật, các loại sách báo trong và ngoài ngành, nhưng tác dụng của các biện pháp vẫn còn rất hạn chế. Là sinh viên trường Đại học Cảnh sát Nhân dân, tôi nhận thấy việc đọc sách đối với tôi vô cùng quan trọng, như trang bị cho mình một hành trang vững chắc để phục vụ quá trình công tác của bản thân sau này. Nếu được chọn là đại sứ văn hóa đọc, thì tôi xin được đóng góp một kế hoạch để khơi dậy niềm đam mê đọc sách, nâng cao văn hóa đọc trong tình hình hiện nay với mô hình mang tên Câu lạc bộ sách với sinh viên. Để thực hiện mô hình này một cách có hiệu quả, cần phải có sự kết hợp giữa lãnh đạo nhà trường, ban quản lý thư viện cũng như ban chấp hành đoàn trường về việc xây dựng, tổ chức hoạt động câu lạc bộ sách với sinh viên. Và tôi xin đưa ra các giải pháp cụ thể như sau. Thứ nhất, kết nối thành viên bằng việc giới thiệu đến các đơn vị, lớp học khuyến khích các bạn học sinh sinh viên có đam mê với sách đến tham gia và chia sẻ tủ sách cá nhân. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể đến toàn bộ học sinh sinh viên, nhất là bộ phận đoàn viên thanh niên tại trường, nhằm khơi nguồn cảm hứng tìm đến việc đọc sách. Thứ hai, chia sẻ phương pháp đọc sách hay, hiệu quả. Các thành viên trong câu lạc bộ sẽ cùng nhau bàn luận về cách đọc sách báo sao cho cuốn hút, làm cách nào để ghi nhớ những thông tin cần thiết, được lau trong tiềm thức và dễ tìm thấy khi cần. Thứ ba, giới thiệu sách qua mạng xã hội. Khuyến khích bạn đọc chụp ảnh, quay video về một quyển sách hay một phần trong quyển sách mà mình tâm đắc, sau đó đăng tải lên mạng xã hội, thể hiện sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại. Thứ tư, xây dựng đổi mới không gian đọc sách. Việc đọc sách sẽ trở nên thú vị, không còn cảm giác buồn ngủ, nhàm chán khi môi trường được thay đổi phù hợp. Chúng ta có thể ngồi đọc sách hàng giờ nếu được ngồi trong một không gian yên tĩnh, mát mẻ và bắt đầu cảm nhận từng trang sách một cách tỉ mỉ. Vì thế, việc thay đổi không gian đọc sách là biện pháp cần áp dụng và quan trọng để tạo nên sức thu hút. Thứ năm, mở rộng mô hình các cuộc thi nhằm tìm hiểu kiến thức mở bằng việc xây dựng kế hoạch cụ thể, được sự phối hợp giữa lãnh đạo nhà trường và đoàn trường tổ chức cuộc thi cho học sinh sinh viên bằng việc thể hiện sự hiểu biết của bản thân qua cách trả lời các câu hỏi của ban tổ chức dưới hình thức bài viết, video hay game show, từ đó lan tỏa việc hứng thú đọc sách cho học sinh sinh viên để tích lũy thêm kiến thức. Thứ sáu, tổ chức ngày hội đọc sách. Đây sẽ là sự kiện tổ chức thường niên giúp các bạn học sinh sinh viên ở những trường trong khu vực tham gia giao lưu, tự do thỏa sức niềm đam mê đọc sách của bản thân và tìm được những quyển sách hay cùng trao đổi. Thông qua ngày hội, ngoài việc giới thiệu rộng hơn về câu lạc bộ, còn lan tỏa nguồn cảm hứng văn hóa đọc đến từng bạn học sinh sinh viên. Cuối cùng, có thể khẳng định rằng sách là người bạn tốt nhất của tuổi già, đồng thời là người chỉ dẫn tốt nhất của tuổi trẻ. Vậy thì chẳng có lý do gì lại thờ ơ với việc đọc sách. Chúng ta, sinh viên trường Đại học Cảnh sát Nhân dân, văn hóa đọc, nét đẹp nhân văn, nơi bắt đầu cho hành trình bản lĩnh vì nhân dân phục vụ.